Chiều ngày 9 tháng 6, đoàn giám sát của Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng dân tỉnh do ông Nguyễn Gia Quới, trưởng ban làm trưởng đoàn, đã có chuyến giám sát công trình cống Thủ Cửu thuộc xã Phước Long, huyện Dòng Trơm. Cống Thủ Cửu thuộc dự án quản lý nước Bến Tre có tổng diện tích đất thu hồi 15.211 m², trong đó diện tích đất thu hồi vĩnh viễn là 10.324 m², diện tích đất mượn tạm là 4.887 m². Có 31 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó 30 hộ đã bàn giao mặt bằng, một hộ chưa bàn giao mặt bằng, có yêu cầu về điều chỉnh ranh giới bồi thường nhà ở. Qua chuyến giám sát, ông Nguyễn Văn Quế, trưởng Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng dân tỉnh, trưởng đoàn giám sát cho rằng, thời gian qua địa phương đã làm tốt công tác đền bù giải phóng mặt bằng đối với các hộ dân trong vùng dự án. Đối với trường hợp chưa chịu bàn giao mặt bằng, ông Nguyễn Văn Quế đề nghị huyện tiếp tục kiến nghị về Thường trực Hội đồng dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh xem xét có định hướng thống nhất phương án giải quyết. Về phía huyện và xã, tiếp tục tuyên truyền vận động đối với hộ dân này để sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng toàn bộ dự án.